Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử Hằng Nguyễn Audio, địa chỉ tại số 20 Trường Chinh, Kiến An, thành phố Hải Phòng. Trong clip hôm nay thì mình lại giới thiệu đến các bạn một cặp loa thương hiệu của Beoler, ngon bổ rẻ mà chất lượng. Đó là dòng loa Beoler S990. Con này nó sử dụng cấu hình hai loa cùng một bát 30 cm, màng giấy gân thép, tẩm dầu. Riêng cái dòng gân xếp này thì các bạn chơi bền vĩnh cửu, không bao giờ phải thay gân, mà tiếng cực hay, và một loa chất giấy. Con này thì lỗ thông hơi của nó được thiết kế ở phía trước. Phía trên là hai nút chỉnh để chỉnh cho loa chung và loa chép. Với công suất là 70W, trở kháng 8 ohm. Và cái cặp này thì nó cân nặng là 15kg một loa, cả đôi của nó là 30kg. Hàng cực đẹp, bao nguyên zin. Và lát nữa thì mình có thể mở nội thất cho các bạn cùng xem loa bát và loa chép và xem phân tần. Cái dòng này thì nó dễ ghép âm ly, chỉ cần ghép vào những cái dòng âm ly như là 7009, 7006 hoặc là những dòng Beoler Y7, Y9, 7008 trơn thì đều đánh được tiếng rất là hay. Bây giờ mình sẽ quay gần lại để cho các bạn xem cái màng bát nhé. Và cặp này thì giá cực rẻ luôn, giá dưới 10 triệu. Chỉ cần dưới 10 triệu thôi. Cặp này thì mình bán chính xác giá là 8 triệu 800 nghìn đồng nhé. Bạn nào mà quan tâm thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0979 918 996. Bên nhà mình nhận giao hàng toàn quốc. Cặp này thì nó chơi được đa thể loại nhạc. Chỉ cần chưa đến 10 triệu, các bạn có thể sắm cho mình một cặp loa Nhật chính hãng, nghe hay, bày đẹp, chất lượng. Hàng đảm bảo nguyên zin, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đây là hai cái nút chỉnh để chỉnh cho loa chung, loa chép này. Cặp loa này khá là đẹp, gông kiềng còn sáng bóng. Và đây là phần nắp thùng này, đây là phía sau của thùng này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội thất cho các bạn cùng xem nhé. Mình mở loa bát trước. Cái dòng này thì cái cục nam châm của nó cực gấu luôn, mà rất là đẹp. Đây là nam châm loa bát này. Các bạn thấy nó có gấu không? Rất là gấu. Tất cả cái công kiềng nó là xương đúc hết. Côn nhện còn nguyên zin, nó còn nguyên cả cái tem ở cái loa bát này. Khá là đẹp. Mình quay phần côn nhện xem, nhưng mà nó tối quá. Còn đây là cái phần phân tần bên trong này. Bên trong cái dòng loa Nhật này, thùng của dòng loa Nhật này thì bao giờ nó cũng thêm một lớp bông để tiêu âm, giúp cho cái loa bát của mình khi mở nhạc lên ấy, thì nó sẽ ra cái tiếng trầm nó rất hay hơn. Bây giờ sẽ tháo đến cái phần loa chép. Đây là củ loa chép này. Vì cái dòng loa này nó là dòng hai loa,
Cho nên là củ loa chét thì nó phải thêm một cái ốp để nó bảo vệ, khi mình mở nhạc to lên thì nó sẽ bảo vệ cái loa chét của mình, nó ít bị làm cháy hoặc là làm chết cái loa chét của mình. Bây giờ mình sẽ lắp loa bass vào, sau đó thì mình sẽ thử nhạc cho các bạn nghe thử nhé. Bên mình vẫn còn rất là nhiều những cái dòng loa Nhật khác nữa. Bạn nào mà cần thì cứ liên hệ hoặc là tới tại cửa hàng mình trực tiếp để xem nhé. Inside.
Stronger and stronger. Now I'm getting stronger and stronger.